tiên phong trong việc áp dụng công nghệ vào vận hành với những sản phẩm chất lượng, dịch vụ nhanh chóng, an toàn, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. Kiên định với mục tiêu trở thành ngân hàng tốt hàng đầu Việt Nam, chứng nhận thương hiệu quốc gia Việt Nam 2020 đánh dấu nỗ lực của OCB trên chặng đường phát triển, khẳng định vị thế, uy tín của ngân hàng trong thị trường tài chính ngân hàng. Tích cực trong việc nắm bắt nhu cầu của khách hàng, cùng với sự bùng nổ của các kênh kết nối kỹ thuật số, OCB cho ra mắt OCB OMNI, ngân hàng hợp kênh cho phép đồng bộ tất cả các kênh giao dịch thành một, hình thành một trải nghiệm liền mạch và đồng nhất trên bất kỳ kênh nào mà bạn lựa chọn. Tất cả đều được tích hợp trong một hệ sinh thái duy nhất, một chạm ngay trên ứng dụng ngân hàng, giao dịch của người dùng hoàn tất. Mình đã sử dụng cái ứng dụng OCB Onim này, mình thấy nó rất là tiện lợi, có thể là chuyển khoản mọi lúc mọi nơi. Tốc độ xử lý giao dịch thì rất là nhanh luôn, giao dịch rất là thân thiện với người dùng, dễ thao tác. Đến nay, OCB OMNI đã sở hữu đến 50 tiện ích ngân hàng điện tử cùng những tính năng mới, có thể kể đến như giỏ thanh toán xác thực một lần cho tất cả giao dịch, khả năng tối ưu giao dịch khi cho phép khách hàng bắt đầu giao dịch tại một kênh, tiếp tục thực hiện ở một kênh khác và kết thúc tại một kênh khác nữa. Ví dụ, bạn sẽ không còn phải mất thời gian khi ra vào các ứng dụng đặt vé xem phim, mua hàng trực tuyến rồi quay về ứng dụng ngân hàng để thanh toán, hay khi bạn truy cập trang web về bất động sản và cực kỳ ưng ý về một căn hộ với mức giá hấp dẫn. Ngay sau đó, trên OCB OMNI, bạn sẽ nhận ngay một đề nghị cho gói vay mua nhà dành cho chính căn hộ mà mình vừa xem. Đó chính là Social Banking khi mở rộng kết nối với các nền tảng mạng xã hội. Nhờ những phân tích chặt chẽ về số liệu, thống kê giao dịch từ tất cả các kênh kết nối của khách hàng, OCB sẽ mang đến sản phẩm, dịch vụ chính xác với nhu cầu ngay lập tức. We are continuously upgrading our market-leading mobile banking app. Sức mạnh của ngân hàng hợp kênh sẽ mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho OCB Omni. Nó liên tục được cập nhật những chức năng mới, những gói sản phẩm mới để đáp ứng mọi nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Ưu đãi miễn 100% phí tất cả các giao dịch online như phí quản lý, phí Internet Banking, phí SMS, phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống. Việc này đã góp phần khuyến khích thúc đẩy hình thức thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam. Nghiên cứu và phát triển các giải pháp, hướng đi mới luôn là một trong những trọng tâm hàng đầu của OCB để có thể hoàn thiện danh mục sản phẩm, trải nghiệm khách hàng và chuyển mình thành một doanh nghiệp số. Điển hình, OCB đang triển khai giải pháp thanh toán mới FayPay hỗ trợ khách hàng thanh toán giao dịch mua sắm hàng hóa nhỏ tại các cửa hàng bán lẻ nhanh chóng, an toàn chỉ bằng việc quét khuôn mặt. Hay OCB cũng đang trong quá trình triển khai nền tảng Marketing Automation để có thể nắm bắt được hành vi sử dụng sản phẩm dịch vụ của từng khách hàng cụ thể, từ đó mang đến cho khách hàng những gợi ý sản phẩm, chương trình phù hợp thực sự với nhu cầu của họ. Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua và để xứng đáng với chứng nhận thương hiệu quốc gia, OCB đã, đang và sẽ liên tục nghiên cứu, phát triển những sản phẩm dịch vụ, tính năng số, đáp ứng cho nhu cầu cả về tài chính và phi tài chính của khách hàng. Với ứng dụng OCB Omni, OCB đã có lộ trình phát triển ứng dụng trở thành super app với đa dạng các sản phẩm dịch vụ, tính năng, không chỉ đáp ứng cho nhu cầu tài chính của khách hàng. TH hân hạnh đồng hành cùng chương trình.